Một con người dù xấu xí cỡ nào, như những đức là lúc trước nó xấu ốm mà nó hô kỳ cục, có những cái tấm hình mà để lại những buổi giảng hồi xưa vì coi thì thấy kinh lắm. Nhất là cái buổi giảng mà ngày xưa những đức ở trên tịnh thất Quan Âm, mà ở ngay cái cốc của cô Lộc, nhìn giống như là con ếch, con ảnh ương gì mà nó ngồi ở trong cái vườn hoa, à nhìn nó hô mà nó ốm nhơ mất nhách như con ếch, con ảnh ương vậy đó, mà nó ngồi ở trong cái vườn hoa lú đầu lên, chu cái mỏ lên nói chuyện, nó kỳ cục lắm. Mà có rõ ràng để chúng có coi mà, đúng không? Vậy mà tu từ từ mang cái tâm rộng lớn ra, tự nhiên những đức thấy rõ ràng ngày xưa ấy. Như vậy những đức cũng khó tính lắm đó. Khi sáng nào mà nói chuyện với chúng mà mình cũng la, câu có mình la, giống như cái tâm sân si nó đầy trong tâm mình. Lúc nào sáng nói chuyện ưa la chúng, la có cụ, la úp sùm, mà la giết nó hô trời ơi. Rõ ràng bị ô la giết nó hô gì đâu mà thấy ghê. Mà những đức đã hô sẵn rồi, giống như cái nền là hô à, mà la người thêm cái nó hô kinh lắm. Giết mà cái mỏ nhọn quét, đi ngang người ta là đụng vô cái mặt người ta, nó nhọn đến mức gì mà la người giết nó xấu, nó hô lắm quý vị không? Mà những đức thấy rằng là cái câu vật hiệu này những đức niệm giết nha quý vị. Bây giờ chúng có thấy những đức la quý vị gì nữa đâu, toàn là gặp người ta muốn cho người ta vui không. Mà càng ngày chúng mình càng tốt nha quý vị. Còn mình la người ta giết làm như người ta hoảng sợ thì sao? Giống như cái tình thương mình dành cho người ta giết á, tự nhiên người ta tốt mà. Cái tình thương á, mà có cái dạy nha, có cái nhắc, có cái dạy mà phải dùng tình thương chân thật, chứ đừng có la gầy người ta quá đáng. Mình la gầy người ta giết như người ta sợ luôn chứ. Còn cái tâm quán hẳn nó nổi lên nó không có tốt nữa. Chính những đức kinh nghiệm rõ ràng, hồi xưa những đức la chúng lắm, trên Đà Lạt là sáng nào cũng la sùm, la giết mà chính bản thân mình còn 49 kg, la giết còn 49 kg. À rồi tu từ từ niệm Phật từ từ cái mở tâm lượng ra, rồi thấy rằng ủa sao mình tu mà mình sinh khó khăn quá, sân hận quá, kỳ quá vậy đó nghe quý vị. Mà càng ngày chính bản thân mình vui thì ra những đứa thấy rõ ràng Phật pháp là cá nhân của mỗi người. Khi nghe đạo là áp dụng, là bản thân mình là chính. Mình tu sao mà mình được an lạc là người ta an lạc à? Chỉ cần mình an lạc là cảnh duyên này nó an lạc. Giống như cái tâm mình nó đã vui thì cái cảnh này nó vui. Cái tâm mình nó sân hận là cái cảnh này nó sân hận. Nên hồi xưa những đứa cứ la người suốt, bực bội, câu khó, khó chịu. Mà bản thân mình còn 49 kg. Rồi chúng thì mình cực còn hơn cái gì nữa. Càng tu luôn cái niệm Phật từ từ. Bây giờ những đức thấy rằng cái tâm những đức nó an lạc. Mà thường mình gặp các cụ là mình chọc các cụ cười, thương các cụ, lo các cụ, lo cho anh em, không có còn cái tâm tính mà khó chịu như ngày xưa. Mà những đức thấy những đức khỏe thấy ghê luôn. Nên những đức nói cái người mà khó chịu với mình là người ta khổ hơn mình nhiều dữ lắm. Vì chính bản thân những đức đã làm việc này rồi, chính mình đã làm việc này rồi, mình muốn người ta tốt. Mà mình khó với người ta, mình muốn cho người ta tốt, nhưng mà nó quay ngược lại là nó tổn mình dữ lắm quý vị ơi. Nó tổn mình mà người xưa những đứa ốm, mà những đứa hô, mà những đứa đen, mà những đứa đen mung luôn. Còn cái môi nó xanh lè giống như chết sình, không biết sao nó ốm mà nó nhọn, rồi cái môi nó đen thâm giống như là hút chích xì ke ma tí. Tu giết mà nhìn thấy ghê lắm kìa. Mà thêm mặt đen thâm, rồi mà còn bận bộ đồ đen, bận đồ đen nữa chứ, rồi mang dép đen, rồi mang vớ đen. Trời ơi trời, nhìn đúng là tâm trạng đen, nó sanh hình tướng đen luôn quý vị. Còn càng ngày càng vui nghe quý vị để ý nghe. Mình mà càng ngày càng vui nghe, mình bận đồ mình cũng thích bận đồ sáng nữa. Nó ngộ vậy đó. Ngày xưa là những đứa thích bận đồ đen không nghe quý vị. Đồ đen với đồ tối không à. Tại tâm mình nó sân hận giết nó ám ảnh luôn. Thích màu đen, màu tối. Còn tu càng ngày càng vui, bị để ý đi. Quý vị mà càng ngày càng vui nghe là quý vị sẽ thích bận đồ sáng đúng không à. Giết rồi những đức nghe thích bằng đồ sáng nè, mang vớ trắng nè. Nó rồi mình thấy đầu cổ cũng cạo lẽ rai, mình thấy rõ ràng nghe. Khi mình vui là mình hiện tướng vui. Còn khi hồi xưa những đức bực bội sân si quý vị,
Trời ơi, những đứa không chịu cạo đầu, tóc những đứa đen thui mà nhìn cái mặt y gan là ở tù mới ra, y gan luôn, tại vì hô nè, rồi con mắt thì to nè, lỗ mũi châu nè, nó đi hai hàng. Trời ơi, nếu mà kể về cái xấu sao mình xấu gì đâu mà kinh. Mình vừa nhìn là cái mặt gì đâu mà vừa hỏi người ta làm gì không này quý vị. Ở đâu mới đến à? Mà tại vì cái mặt của mình xương nhiều quá, nó bự mà nó ốm, nó mắc thịt hết. Rồi hai cái cà má này nó lú thôi, xương ra. Rồi con mắt nó lòi, mắt nó bự, thường bị ốm là con mắt bị rất là bự, mắt nó lòi ra. Mà lỗ mũi như Đức là cái thế lỗ mũi là mũi châu á. Miệng thì dành dày. Lỗ mũi miệng dày mà nhọn, quý vị nghĩ sao? Thịt hai cà má hết mà nó u ra ngay cái miệng, nó lòi ra con mắt. Trời ơi, vừa hỏi người ta một cái là mắt nó trợn trắng. Thấy ghê không? Cái tướng đó là sao? Độ xanh. Nhìn thấy ghê không quý vị? Mà những Đức thấy ý rõ ràng nghe, sân si ghê lắm. Vậy mà cứ kiên nhẫn niệm Phật, kiên nhẫn niệm Phật, kiên nhẫn niệm Phật. Thì những Đức để ý bây giờ mà vui á nghe, hoàn toàn thích cái gì là sáng không? Đồ sáng, nhà sáng, cái thứ gì cũng thích màu sáng hết. Thì ra là khi con người mà an lạc đó quý vị, là tâm mình nó thích màu sáng. Rõ ràng luôn, để ý vậy đó. Đây là 100% luôn quý vị. Mấy anh em mà ai mà nghe Đại Đức nói chỗ này, hay Phật tử mà nghe quý vị xem là quý vị khi con người mình mà xấu xí rồi mình bận màu sáng mình không có chịu bận. Mà khi mình mập mạp tròn trịa sáng sủa là mình thích bận màu sáng. Quý vị để ý đi. Đó thì ra rõ ràng thấy không? Tướng do tâm sanh. Nên mỗi một con người mình tu hành là gì? Mang cái tâm cảm ơn. Bây giờ mình ở đây mình cảm ơn Hòa Thượng Xây Chùa. Mình chân thật mình cảm ơn Hòa Thượng Xây Chùa đi. Bây giờ mình nói điều này như những Đức nhắc mình chân thật cảm ơn Hòa Thượng Xây Chùa. Rồi mình chân thật mình cảm ơn Hòa Thượng khi còn tại thế này mình thấy ấm áp. Dù cỡ nào Hòa Thượng cũng đi vòng vòng thấy ấm áp quý vị. Chứ nói nhiều khi Hòa Thượng mà ông gầy gầy mình cái mình buồn. Chứ một ngày nào không còn Hòa Thượng nó lạnh lẽo dữ lắm. Tại vì giống như một cái gốc cây cổ thụ mà nó không còn thì mình là cành lá quá quả nó cũng sống cũng eo ọt khó nuôi. Nên còn Hòa Thượng để mình gầy dựng cái gốc cho thiệt là sâu. Nó khi Hòa Thượng không còn tại thế thì vẫn còn cái gốc thì nó mới tồn tại. Nên mỗi ngày đại chúng cứ tu hồi hướng cầu an cho Hòa Thượng. Mong Hòa Thượng ngày sống thọ, tuổi thọ Hòa Thượng kéo dài ra. Như quý vị thường chúc Hòa Thượng 120 tuổi ha, 12 tuổi gì đó, hiểu không? Cũng còn mấy chục năm. Mình nương vào cái đức của Hòa Thượng để mình hành đạo đó. Nên mang cái tâm chân thật cảm ơn. Cái tâm này mình phải nhắc hoài nghe quý vị. Cái tâm này nó ghê lắm. Có khi mình nói chứ mình bực bội cái gì cái mình không cảm ơn nữa đó. Nên mình phải thường nhắc mình cái tâm cảm ơn, nó mới sanh phước báo quý vị. Đó. Mà cái đặc biệt của mình nhất mà muốn mang tâm cảm ơn là phải có tâm giải thoát. Cái tâm giải thoát nó mới cảm ơn nghe quý vị. Cái tâm niệm Phật, cái tâm giải thoát nó mới cảm ơn nghe. Chứ nói mà mỗi ngày bị mang tâm cảm ơn mà bị lao theo, bị làm việc mà bị bỏ niệm Phật, bỏ công phu nghe, quý vị sẽ không bao giờ cảm ơn đâu. Khi quý vị không niệm Phật mà bị quá làm nhiều á, tâm bị thô đi. Mà tâm bị thô nó sanh phiền não. Mà phiền não nó nổi lên rồi, đố mà quý vị mang tâm cảm ơn. Tại vì phiền não nó nổi lên là nó bực bội, nó bực dọc sao cảm ơn. Nên con người muốn mang tâm cảm ơn là phải niệm Phật, phải siêng năng niệm Phật. Làm việc gì làm, mấy anh em đeo cái máy niệm Phật. Làm việc gì làm, đào đất hay xúc đá gì, đào đất một cái, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Xúc đá, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Rồi khi mà rảnh ngồi xuống cái là đề liền, đề có vật hiệu liền. A-di-đà-phật, 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 A-di-đà-phật. Niệm liền. Câu Phật hiệu nó mới giúp mình mang tâm cảm ơn. Vì câu Phật hiệu là một phương pháp dưỡng khí cao độ nhất. Khi con người mà khí lực đầy đủ đó thì con người mình nó mới sáng được. Còn khi con người mà thiếu khí lực á, là nó tối liền. Giống như đèn này mà thiếu điện là nó giật. Đèn mà nó đủ điện nó mới sáng. Nó, quý vị phải nhớ nghe. Nên câu Phật hiệu là cách dưỡng khí cao độ nhất. Con người khi thường niệm Phật là cái tâm mình nó an lạc vô cùng. Mà nó mới mang cái tâm từ bi, và nó mới mang một cái tâm cảm ơn được. Chứ không phải nói từ văn tự mà đọc mà nó cảm ơn được đâu. Phải là niệm Phật á, nó nuôi dưỡng được cái huệ mạng.
Huệ mạng khi nó phát lên, tâm lượng nó mở rộng ra, thì lúc đó nó mới mang tâm cảm ơn được. Nên quý vị muốn cảm ơn Hòa Thượng, mà cảm ơn đại chúng, cảm ơn quý thầy, quý sư cô, cảm ơn chúng sanh đã giúp mình tu, thì quý vị phải niệm Phật nó mới mang tâm cảm ơn. Phải niệm Phật nó mới mang tâm cảm ơn được. Nhớ, quý vị nhớ là cuộc sống trong cuộc đời chúng ta nghe quý vị, nó không có thiệt thòi đâu quý vị à. Đừng bao giờ nói hai chữ thiệt thòi, hãy bỏ đi cái chữ thiệt thòi đi. Dù quý vị có đến với người ta nhiệt tình cỡ nào, người ta đối xử với quý vị có tệ cỡ nào, quý vị đừng dùng hai chữ thiệt thòi. Như những đức thường nói câu, thiếu nợ thì trả đi, than van làm gì. Đã là vui vẻ trả nợ mà, thiệt thòi cái gì. Mình gieo nhân mình gặt quả mà. Trong kinh Nhân Quả Phật nói rõ ràng, muốn biết nhân đời trước xem quả báo đời này, muốn biết quả báo đời sau xem nhân đời này. Thì bản thân mình gặp cái gì trong cuộc đời này đều do mình từng gieo nhân. Nó thí dụ như người ta thì bằng tuổi với mình mà người ta lại có chồng, chồng thương quá trời. Còn mình là bị chồng nó quýnh tối ngày. Nó mình làm muốn gần chết luôn mà về nó còn chữ. Nó lấy tiền nó đi nhậu, đi quýnh bài hết trơn. Còn người ta thì đem tiền đi ríu vậy nè, em tiền nè em. Còn mình thì mình làm gì mình đưa tiền nó lấy không còn cách. Thấy không? Có không? Có chứ. Trong cuộc đời này nó có hoàn cảnh hết trơn á. Nên mình nghe đạo rồi là nó thông cái tâm. Mình hiểu mình gieo nhân, mình thiếu nợ thì mình trả nợ thôi. Nó cuộc đời con người ta sao nhiều người ta giúp đỡ quá, còn mình không ai giúp đỡ chứ. Là mình biết rồi, mình đã từng gieo nhân trở ngại người ta không, nên bây giờ không ai giúp đỡ mình chứ. Còn người ta thì gieo cái nhân thiện tâm, nên bây giờ nhiều người giúp đỡ người ta. Nên mình nghe đạo mình hiểu rồi, mình đừng có than thân trách phận, trách chờ, trách cái người, trách này trách kia. Mình trách là phiền não à. Mà muốn không hờn trách thì phải niệm Phật. Niệm Phật nó mới mở tâm lượng ra. Vì phải nhớ nghe, niệm Phật nó mới mở tâm lượng ra. Nên khi những đức ngồi nói chuyện gì mà chúng ở dưới á, mà ngồi mà lỡ đau chân đấy vì, vì cứ thẳng chân so chân đi. Có những người ngồi đau chân lắm, mình thẳng cái chân ra, mình so nhẹ nhẹ cái chân của mình, hiểu không? Tiếp tục ngồi. Chứ nếu không mà ngồi mà nó quá đau á, nó không nghe mà nó nhớ cái chân đau không, mà trong tâm ở dưới nói vậy nè, nghĩ đi, nghĩ nói đi, đau quá không. Mình ngồi trên ghế gì nó ngon nghe quý vị, nó không có đau chân gì mấy đâu. Chứ cái người mà ngồi dưới nó đau chân dữ lắm. Có khi người già nó rút lại á, máu chảy không đều, nó cứng, nó tê cái chân. Nên mình xả cái chân nhẹ ra, mình so ngay đầu gối á, bóp 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 ngay bắp chân, cái bóp bắp đùi cho nó nhẹ nhẹ đi, vậy đó là nó khỏe cái chân lại. Còn bên nữ thì mình họ chùm hổm lên nhẹ nhẹ một cái á, mình đưa hai cái chân đầu gối cao cao, cái áo chàng, cái vạt áo chàng, cái mình chùm lên, cái mình để cái tay mình vô, mình bóp đùi mình cho đỡ đau, hiểu không? Đó cũng là một cách để mà mình đỡ đau chân. Cho trời ơi, mình ngồi ở đây mình thấy khỏe nghe, chứ người ta ngồi dưới đau chân dữ lắm. Mình biết cái cảm giác này mà. Nên mỗi một con người mình nghĩ về người ta, mình cứ nghĩ về người ta đi, mình đặt mình vào vai trò người ta, mình sẽ thấy có cái khó. Thì bị nhớ nè, trong cái cuộc đời này, mỗi một con người sanh đến cuộc đời này, mỗi người đều có cái khó, hiểu chưa? Đó, vai trò nào cũng có cái khó chứ. Vai trò chồng có khó của chồng, vai trò vợ có khó của vợ, vai trò con có cái khó của con, ha. Vai trò thầy có khó của thầy, vai trò học trò có khó của học trò. Mỗi một vai trò đều có cái khó. Đặt mình vào người mình sẽ thấy có cái khó. Khi mình thấy có cái khó rồi mình mới thông cảm. Tại vì mình muốn người ta thông cảm cho mình, nên mình thông cảm cho người ta liền. Bây giờ mỗi một con người chúng ta, quý vị thấy trong cuộc đời này mình có cái sai, tự mình coi lại lương tâm mình đi, mình có cái sai. Mà mình có cái sai mình lại không muốn nói ra, mà mình lại tha thứ cái sai cho mình, đúng không? Mình thường tha thứ cái sai cho mình. Vậy tại sao mình không tha thứ cái sai cho người khác? Đúng quý vị. Rõ ràng những đức có khi những đức sai á, bắt đầu những đức nói nè, ô mày sai thì sai vậy, đâu có lớn lao gì đâu, đâu có gì đâu, quan trọng quá à. Nhưng mà người ta sai một chút là mình moi ra cho bằng được đó nghe, chứ không phải giỡn đâu nghe quý vị.
Nên mình tu sao mà mình coi lại cái tâm này của mình, để rồi mình mang một cái tâm tha thứ. Nó, thí dụ như giờ mình nghe đạo thì mình biết rồi, mình hiểu nhân quả. Nhưng ông chồng bà vợ không nghe đạo thì ổng khó khăn, thì tự nhiên mình đặt vào họ thì mình sẽ thấy nếu mình là họ mình cũng khó khăn, tại mình không biết. Nên có cái bà kia, bà ăn chay trường, chồng bà ăn mặn. Bởi vì bà nói với chồng bà câu gì nè, mà bà nói câu này là bà sai. Bà nói câu gì nè, ừ ăn mặn cho cố đi, rồi sau này đọa địa ngục mà chết. Nói câu đó sai, vì họ không hiểu cái chuyện ăn mặn là như vậy như mình, nên họ mới ăn mặn. Còn mình hiểu thì mình ăn chay. Nên cái việc tu hành là người hiểu thì tu, người không hiểu không tu. Mỗi người có nhân duyên, chúng ta hãy làm cái nhân duyên mình cho đặc biệt. Như vậy thì chúng ta sẽ được tốt về cái phần tu của mình. Mà mình khi tu tốt, mình an lạc, mình vui nghe quý vị. Người ta nhìn mình là người ta muốn tu nghe. Thí dụ như người thân của mình khuyên họ niệm Phật, họ không niệm, không niệm thì thôi, mình niệm. Mình khuyên họ niệm Phật không niệm, mình niệm. Mình khuyên họ tu, họ không tu, mình tu. Mình cứ tu làm sao cho thật tốt đi, rồi họ sẽ tu theo, họ sẽ tu theo mình. Còn nếu như mà mình cứ tò tò theo họ hoài, giết họ ghét, rồi mình cũng phiền não tốn được luôn. Nên muốn độ được người thân là trước nhất bản thân chúng ta phải độ được mình nè. Độ được mình là cái gì? Mình lo tu được, mình không có phiền não, mình an lạc, mình vui vẻ. Nên các cụ ở đây mà tu ở đây, các cụ cứ làm sao dễ tính. Hồi xưa mình ở nhà mình câu có khó chịu, bây giờ con cái nó vô nó thăm các cụ, các cụ dễ quá trời luôn, các cụ quá trời dễ luôn. Nó tu không tu, nó lên trên điện không lên trên điện kệ nó, các cụ không có quan trọng, các cụ lo lên trên điện các cụ tu đi. Vậy thì nó vô thăm các cụ, nó nói nè, công nhận bà mẹ mình bữa nay bà dễ tính quá trời luôn. Hồi xưa ngồi gần bà là bà nói này nói kia nói nọ nhức xương, mà bây giờ bà dễ quá trời, dễ chẹn. Sau này bắt đầu nói về nhà, nó nói nè, tao thấy bà của tụi bay tu là có kết quả rồi đó, bà giờ dễ tính, chắc tao mai mốt già già lớn tuổi chắc tao cũng đi tu quá. Tao thấy bà bữa nay vui quá trời, tao thấy chưa? Đúng không? Tuy mình không nói mà mình độ được đó quý vị, không nói mà độ được. Có khi mình nói mà mình không độ người ta được đó, nghe không phải giỡn đâu đó. Nên quý thầy quý sư cô ở đây cũng vậy, dễ tính. Mình tu sao mà mình dễ tính, thấy thương. Thật sự mà nói như mấy đứa nít nó cũng khoái những đức, do những đức thương nó. Rồi đại chúng mà khoái những đức là ngay chỗ nào? Những đức dễ, đúng không? Vui vẻ, chỉ ngay chỗ này thôi. Nên mỗi một con người tu mà vui vẻ an lạc là độ người đó. Nhớ, vui vẻ an lạc là độ người. Nên tu làm sao tâm lượng mở rộng ra, nhớ đó, tâm lượng phải mở rộng ra. Bắt đầu là nói với mấy cô là bắt đầu là đi đo đồ cho các cụ đó. Đo đồ từ đây nè, bảo tháp nè, đo hết chùa mớ. Rồi mấy cô bên kia đo xong hết trơn mới qua đây đo hết cho các cụ. Rồi bắt đầu là gỡ lên thành phố cho người ta may đồ cho các cụ. Những đức hồi sáng nói nè, nói với cái chỗ may đồ may cho nhanh, may cho kỹ mà nhanh, thấy không? Mua cái loại vải nào mà rẻ, mà tốt, mà bền, mà đẹp. Nghe ông thầy nói cái bà bán đồ xanh sao vàng giọt. Trời trời thầy thầy, đồ rẻ mà tốt, mà bền, mà đẹp. Khó quá thầy ơi. Nói vui vui vậy đó. Nên những đức nói rằng là cô mai có cụ đàng hoàng, tuy cô lấy tiền trong chùa nhưng cô có phước, cô nên làm cho đúng đi, thì từ đây về sau chùa mai đồ cho đại chúng, 3-4 điểm chùa này đông dữ lắm, để cho cô mai hết luôn, cho cái nhà mai cô mai hết luôn, một năm mai nhiều dữ lắm đó. Nhưng cô mai cho đàng hoàng, mai cho chất lượng, nghe không? Rồi kỳ này những đức lựa mấy cái màu vải nào mà nó sáng sáng nha các cục. Bây giờ mình đẹp rồi các cục, bằng màu sáng nghe các cục. Ừ đó. Rồi những đức còn nói một câu nè, cô biết vì sao mà những đức kêu cô mai mà
mà cố gắng nhanh nhanh không? Vì người già như ngọn đèn treo trước gió hay đó. Các cụ nhớ này, Đức nhắc cái này quan trọng nghe các cụ. Đo đồ rồi, nhưng mà lỡ Phật rước mình cái lúc mà chưa có đồ thì đi đi nghe. Ồ, không giỡn đâu đó. Trời ơi, mình nuôi bà già mình kinh nghiệm quá trời mà. Có khi đo đồ này nè, mà người ta may ít gì cũng một tháng mấy gì nó mới có. Trong tháng mấy này, trong các cụ ai biết được Phật rước bà cụ nào. Rồi đây Phật xuống bà nói mô Phật, Phật để cho con ở lại lấy hai bộ đồ xong con đi. Rồi xong luôn, Phật đi mất tiêu. Nhớ nghe các cụ. Cậu mấy bà già có khi bà không hiểu đó, mình nhắc bà chỗ này đi, chứ nếu không á trời ơi, mà bà mà dính mắt á, bà nói thầy tặng tôi hai bộ đồ tôi lấy xong tôi mới đi. Hoặc là mắc rồi mà chấp hai bộ đồ mà quanh quẳng hoài. Ôi không phải giỡn đâu, hồi xưa giờ nuôi người già kinh nghiệm mà. Nó nuôi người già kinh nghiệm mà, có cái bà kia như Đức kể câu chuyện ở trên Đà Lạt các cụ nhớ không? Nó bà làm cái nhà vệ sinh. Mà đây á là sư cô nghe tu hai mấy năm làm cái nhà vệ sinh. Vậy mà khi bà mắc xong á, khi đi thiêu xong á mà quên thiêu cái y. Tối lại bà nói nè, bà về bà báo mộng. Ủa, thiêu rồi mà sao không thiêu luôn cái y đi? Vậy mà ngày mai phải đốt y cho bà đó chàng. Rồi xong nghe, cái nhà vệ sinh của bà làm ra đó, người ta đi người ta quên dội. Tối lại bà báo mộng bà nói nè, ủa cái nhà vệ sinh tôi mà sao đi để dơ dữ à? Kinh chưa? Nó có đó, không có giỡn đâu nghe. Rồi á, ở trên Đà Lạt có nhiều mà ở đây ít nè. Ở đây là bị hổm có một lần, mà cả 10 năm nay mới thấy một lần. Ở trên kia ngày xưa có nhiều. Có những bà cụ này bà nằm ngay cái giường quý vị. Xong rồi khi mà bà mắc xong đó quý vị, trời ơi sắp người ta vô cái giường đó nằm đó. Tối người ta ngủ á, tự nhiên bà gì mà bà đứng như trong gió vậy đó, phấp phơ. Bà kêu vậy nè, đứng lên giường của tôi. Ghê không? Kinh chưa quý vị? Đó, rồi sáng người ta qua người ta nói thầy, hồi tối con ngủ mà có cái bà nào bà cứ nói giường bà hoài vậy thầy. Như đứa hỏi bà sao? Nó bà gì, tả ra cái hình dáng của bà, nó chào cái bà này. Bà mới chết hôm qua. Thầy, vừa mới chết hôm qua, tự nhiên sắp con vô cái giường thì thiêu rồi, thì đưa con vô cái giường cho nằm chứ. Để những đức lợi đó, những đức nói nè, cụ mắc rồi, cụ niệm Phật rồi sao cụ về cực lạc đi, mà cụ giữ cái giường chi vậy chàng? Cái giường này sắp cho người ta nằm mình mới có phước, chứ bà dành cái giường này làm gì? Thôi trong 49 ngày này bà nương vào đại chúng hồi hướng, bà niệm Phật sanh cực lạc đi nghe. Cái giường này để cho người ta nằm nghe bà cụ. Rồi cái bà kia mới nằm im đó quý vị ô. Rồi mới đây nè, có bà cụ, con có mua cho bà một cái mền. Ghê không? Con mua cho cái mền. Bà mắc xong cái mền còn ngon quá, giặt xong rồi đem đưa cho bà cụ kia đắp. Tối bà cụ kia đắp 12 giờ phía bà gì. Bà nói trả mền cho tôi. Ồ bà kêu mà thấy ghê. Mà cái nhà này mà khi gền hay nghe. Trả mền cho tôi. gền hay ghê á. Không rõ ràng nghe mấy anh em. Mình giảng mấy cái bên kia nó hay, có cái hay của nó. Còn đây giảng có cái hay của đây nghe. Bữa nay mới thấy nó hay nè, không biết làm sao á. Chắc chắn Phật gia hộ. Bởi vì Hòa Thượng ngài nói những đức nè, đi làm gì giảng được, qua giảng cho tôi, giảng cho đó cho tôi, vang cũng có giảng. Mà bữa nay giảng mới thấy hay nghe quý vị. Âm thanh nó vang ngộ ghê.
Quý vị nghe một câu rồi nó vang lại cái nghe thêm câu nữa là được hai câu, lờ được câu, thấy chưa? Thấy chưa? Không mà ngộ cái hòa thượng kêu mình làm gì là mình thành công quý vị ơi. Chứ không thôi những đứa đâu có chịu qua đây giảng đâu. Những đứa có xin hòa thượng cho qua chánh điện vạn Phật không à? À hòa thượng nó qua bên đó đó, nó rộng đó, lễ lộc giảng bên đó đi, cộng tu bên đó đi. Xong những đức nghe hòa thượng nói gì, những đức quyết định mua lo bắt xung quanh qua đây giảng luôn. Bữa nay mới thấy nó ngon. Ngủ ghê. Thấy chưa, hôm nay giảng thấy ngon nè. Mà âm thanh nó nghe giống như là mình hải diệu âm á. Âm lại á, biết không? Âm vang ngược lại, thấy chưa? Hải diệu âm. Không mà cái nhà này mà lại quan âm cũng ngon lắm nghe. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Hải Diệu Âm. Vang vang vang, thấy chưa? Lòng 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 vậy đó. Kiểu này không ai dám ngủ chứ. Ông quý vị ngồi đây thấy nó cao mà nó rộng, nó thoáng hay sao, đúng không quý vị? Và phải không? Nó thoải mái hay sao á. Đó, nó kệ cái tâm đó là nó thích rồi. Chỉ cần cái tâm vậy là thích rồi đó. Nó trở lại vấn đề. Các cụ của mình nhớ nghe các cụ. Cái tâm tình chấp nó ghê lắm nghe các cụ. Phải chấp ai với Đà Phật để sanh cực lạc nghe các cụ. Ừ. Đời này phải về cực lạc mới trả ơn cho hòa thượng, trả ơn cho chúng sanh được. Thấy không? Mà mình về cực lạc mình mới giúp ông bà cha mẹ mình được nghe các cụ. Ừ. À, nên với thầy với chú với sư cô phải về cực lạc. Về cực lạc mới trả ơn cho cha mẹ thầy tổ. Không về cực lạc là không có trả ơn được cái ơn gì đâu. Nó nên làm gì làm phải siêng niệm Phật. Nè, xúc đá, lót gạch bể, niệm Phật. Nè, trồng cây, bông giấy, niệm Phật. Nó những lăng bây giờ cũng niệm Phật dữ lắm, dữ lắm này. Có bà cụ chưa mới gặp thầy Những Lăng, mới gặp bà chấp tay nói Nam Mô Di Đà Phật, nhìn thầy thật là cao ráo. Hôm nay Những Lăng bắt đầu cũng ra tay cũng làm việc quá trời luôn. Hồi sáng mà thấy ổng vét mà hai bao xi măng sức ghê. Cố gắng lên thầy Những Lăng luôn, quyết tâm rồi đó. Lúc này mấy buổi giảng cứ nhắc thầy Những Lăng suốt. Khi ông làm ông lo tu lên bắt đầu nó cảm tần số, tần số FM nhắc ông suốt rồi, thấy chưa? Nó nên mấy anh em ở đây nhiệt liệt thương các cụ, chân thật thương các cụ đi, thầy Chí được nhiệt tình thương các cụ. Những Lăng làm việc Những Chí quan sát các cụ, đi vòng vòng lo cho các cụ, cứ lo cho các cụ. Hôm nay mẹ thầy Những Chí được quê hương được cũng vô đây tu, từ ở đâu ta? Sóc Sơn à? Lạng Sơn. Lạng Sơn. Lạng Sơn tôi cũng biết Lạng Sơn ở đâu. Biết người ngoài tôi không biết đâu. Ở ngoài Lạng Sơn mà thầy Chí tu đây, mẹ đồ vô đây, Phật tử rồi vô đây với con bà cụ mà con đưa vô đây ở luôn. Nên với thầy tu trong chùa lo cho chúng cái phước duyên đặc biệt. Còn bên kia thì mẹ thầy Những Quang vô chùa tu. Những đức nói Những đức mừng cho quý thầy. Quý thầy còn cha còn mẹ mà mình gặp Phật pháp. Mà cha mẹ mình vô chùa tu với thầy phụng dưỡng cha mẹ trong chùa. Nó giống như có một vị thiền sư đông trách đông trạch vậy đó. Nó. Mà ngài là một vị cao tăng đó. Mà đưa mẹ về chùa dạy mẹ niệm Phật. Khi mà mẹ giảng sanh xong thầy nói một câu này. Tấm lòng người làm con thấy nhẹ nhàng vô cùng, giúp cho mẹ cha niệm Phật sanh cực lạc. Có thấy không? Nhưng mà phải vô chùa nghe không? Phải vô chùa thì mới độ được nghe. Chứ đừng có nói còn trẻ trẻ mà tự nhiên nghe gì cái thôi chạy về nhà để phụng dưỡng cha mẹ. Trời ơi, gì nó không dưỡng được mà nó dưỡng con vợ. Đừng nói chuyện dưỡng chơi. Đó, tầm 7. Có một cái chú kia ông xuất gia, ông đắp y rồi. Tự nhiên nghe đệ tử quy á, không hiểu. Cuối cùng nói thôi thầy cho con xin gỡ y lại, con về phụng dưỡng mẹ cha xong hết rồi con vô con tu. Nói tạo thôi ông ơi, ông
ông ở trong chùa ông tu đi rồi cha mẹ vô chùa ông độ, còn chưa đủ duyên thì tùy duyên đi, chứ gì không có làm được đâu. Không thầy, con phải về báo hiếu trước. À, tùy ông. Rồi xong về báo hiếu, nghe tin có một tháng gửi, rồi ba mẹ phải lo tiền cưới vợ cho trả luôn. Kinh không? Nó không có đơn giản đâu quý vị. Với ra bên ngoài mình làm lụng cực quá, sao mình nuôi cha mẹ được? Cũng để cha mẹ ngồi nhà, thấy không? Mình ở trong chùa mà cha mẹ vô chùa mới độ được. Nên mấy thầy như đây, mấy thầy mấy chú đồ nhiệt tình ở trong chùa phục vụ thương yêu các cụ già chùa mình đi, là cái phước duyên đến cha mẹ ruột của mình. Bây giờ mấy thầy mấy chú còn cha còn mẹ, mấy cô đồ còn cha còn mẹ, là thế nào cha mẹ người thân cũng vô đây. Như những đức bây giờ dù lo cho bao nhiêu người, nhưng cha mẹ mình chết queo hết thôi, đúng không? Nên mấy thầy còn cha còn mẹ mừng, cha mẹ mà vô đây mình mừng ghê. Mình thương người ta còn được mà không chứ cha mẹ mình. Đó nên từ nơi đó mà anh em sống ở đây, thấy cha mẹ quý thầy mà vô chùa tu mình mừng ghê. Tại vì quý thầy còn có cơ hội để giúp được cho cha mẹ mình ở trong chùa tu cầu giải thoát. Còn giờ những đức bây giờ đâu có còn cha mẹ đâu mà đưa vô chùa. Nó cả đời của cha mẹ khổ quá trời. Sư cô vỗ tay làm cho đức hết hồn. Nên từ nơi đó mà, nên mình cố gắng mình tu đi quý vị. Những người trẻ ở đây nhiệt tình phục vụ, nuôi các cụ già đi. Ôi ôi các cô, các cô mà nấu ăn cho mấy bà già trong chùa, cho chúng trong chùa, cái công đức các cô lớn dữ lắm. Chị em cố gắng thương yêu nhau, nấu ăn cho các cụ nhiệt tình. Còn các thầy các chú nhiệt tình chăm sóc chùa chiền. Bà thượng này xây sẵn rồi, mình dọn dẹp. Hồi nãy nhà đức ra phía sau hè, thấy với thầy cũng ban đá rồi, lót gạch đồ sạch sẽ. Hòa thượng đi vòng, hòa thượng vui lắm. Cái cảm giác mình mà cắt lên cái nhà, mà con mình mà nó mà sửa sang nhà, sơn phết nhà cửa, dọn dẹp nhà cửa, bản thân mình làm cha mẹ mình vui lắm. Mình cắt lên cái nhà mà con mình nó ở, nó bày hày, nó bỏ đại bỏ càng, nó không ngó ngàng, mình cũng buồn lắm quý vị. Cái tâm quyết mình mà. Bây giờ hòa thượng này bỏ tâm quyết vô đây lớn dữ lắm. Nên mỗi người đệ tử của hòa thượng mà nghĩ gì hòa thượng là cái gì, là chăm sóc ngôi chùa này nè, rồi lo cho người ta tu. Quý vị biết rằng cái tâm hòa thượng vui vô cùng khi thấy mà mỗi buổi chiều, mỗi thời tu, mỗi ngày mà đi tu mà các cụ bận áo lam mà đi hàng hàng, mà đi tu qua chánh điện tu đi về, các cụ biết hòa thượng vui cỡ nào chưa? Cái cảm giác này nếu như những đức xây ngôi chùa thì đức vui cỡ nào chứ quý vị. Thôi ơi, mình xây chùa là để cho người ta tu, mà nhiều người người ta về người ta tu về, hòa thượng vui cỡ nào. Nên quý vị biết rằng tuổi hòa thượng 82, 83 tuổi, mà quý vị coi hòa thượng mình hay hảo tướng hay đẹp. Hòa thượng bây giờ ngày còn đẹp hơn ngày xưa, nhà đức mới xuống đây nữa, hảo tướng hơn đó. À, giỡn đâu. Mà nhận đức nói thật lòng mà nói nghe quý vị, là nhận đức thấy là hòa thượng mình là cái duyên đặc biệt, là ngài có được 3-4 cái điểm chùa mà niệm Phật rồi. Cái này là nhận đức nói với quý vị là ít có ai mà có được điều này. Chùa người ta có thể có 5-10 ngôi chùa luôn, nhưng mà để có 3-4 cái đạo tràng niệm Phật mà đông như vậy là không có đâu quý vị ơi. Nên cái duyên phước hòa thượng mình lớn lắm quý vị. Coi hòa thượng này sống thọ lắm, nhờ người niệm Phật này hòa thượng sống thọ lắm á. À, đó nên từ nơi đó mà mỗi một chúng trong chùa đó, nhớ nè, đều thương nhau, ai bệnh đau là quan tâm cho nhau. Như thầy Tịnh đồ hay mẹ Tú đây, nó thấy vui thế ghê, mình bên kia phục vụ bên kia, còn mẹ bên đây niệm Phật. Những đức nói là quý thầy cứ quý chú cứ nhiệt tình trong chùa tu, cha mẹ vô đây hết, thế nào cũng vô, anh chị em người thân vô đây. Nó thầy Những Lăng từ từ ba mẹ vô, mà ba mẹ còn Những Lăng còn không, mà ba mẹ Những Lăng thì ít thấy vô đây, mà ở nhà cũng niệm Phật đúng không? Ừ, ít thấy vô đây, mỗi lần vô đồ lễ lọc đồ ít gặp thì sao. Nó nên thầy Những Lăng bây giờ cũng cố gắng lắm quý vị, giống như bây giờ là đang nỗ lực. Nên bây giờ thấy mạnh mẽ lên quá trời. Nói thiệt nha quý vị, ngày xưa Những Lăng á, ổng mà đội cái nón mà sát sát xuống là mấy sư cô gặp ổng là tưởng đâu là sư cô. À, nhìn giống sư cô lắm quý vị. Nó mà bây giờ bữa nay mà ổng tu giết, bây giờ nó chuyển tướng luôn. Bữa nay nhìn mặt mày giống bạc mày râu, mạnh mẽ tới ghê. Đó đơn, hiểu không? Nên quay thầy Những Lăng cái coi.
Hiểu không? Không, thật sự mà nói mấy anh em biết rằng là nỗ lực lên mấy anh em ô. Còn trẻ mà, lấy cái tuổi trẻ mình thương yêu các cụ già đi, phục vụ chúng sanh, nỗ lực lên. Nè, ý nghĩa quá. Nè, thầy Nhuận Chí ở đây nè, Nhuận Chí coi bên nhân sự của người nhiều, cứ đi vòng vòng coi các cụ mình, đi thăm lơm các cụ, cứ đi từng khu coi, cứ nuôi chúng là vậy, những quan kiến gì, đi vòng vòng coi các cụ. Có những bữa các cụ có bệnh, mình đến mình hỏi một tiếng, mình thăm một tiếng, cụ ơi, bệnh sao cụ, ăn cháo chưa cụ? À, rồi mấy anh em phải biết cách bố trí nhân sự, người nào khi mà các cụ bệnh đau là nấu cháo cho các cụ, hiểu không? Mình phải quan tâm vậy đó, quan tâm giết mình tỉ mỉ luôn à. Rồi mình quan tâm xong mình mới nhắc, cụ ơi, cuộc đời có người ai cũng sanh già bệnh chết là lẽ tự nhiên vô thường cụ ơi. Bây giờ lo thì lo rồi, nhưng cụ cố gắng niệm Phật nghe cụ. Cụ tinh tấn niệm Phật nghe, để mà thọ mạng đến Phật rước mình về cực lạc nghe cụ. Nhắc vậy đó. Đó, cứ đi vòng vòng coi, vòng vòng các cụ hoài vậy đó. Mình đi vòng vòng mình coi các cụ, có chuyện gì mình sắp xếp liền cho các cụ liền, quan tâm các cụ. Mấy anh em cứ ở đúng nơi mấy anh em đi thành công cho mà thấy. Những đứa thấy bên chùa mới bên bây giờ gần 700 người bên đó, bên đây cũng quá trời đông người ta. Nên bên nào mấy anh em cứ nỗ lực cố gắng. Trời ơi, Hòa Thượng này xây cơ ngơi sẵn rồi. Anh em mình có cơ hội này, đi tu mà được cơ hội này nó đặc biệt lắm. Trời ơi, bao nhiêu người nữ mà người ta về chùa người ta tu, người ta thấy quý thầy mình, mấy chú mình, Người ta ngưỡng mộ vô cùng luôn à, ngưỡng mộ lắm luôn á. Mà ta ra ngoài bảo tháp đã thấy mà mấy chú mà ông chăm mấy ông cụ ông, trời ơi, mấy cô mà nó gặp mình xúc động, nó rơi nước mắt. Nó xong mà nó đi ngang qua lại, nó nhìn nó cười, nó giống như, quan hỷ. Nó xong mấy chú ông nói thôi được rồi, đừng có cười hoài tôi đuối lắm. Hiểu không? Nên từ nơi đó người ta ngưỡng mộ lắm. Tuổi trẻ mà, quý vị coi, tuổi trẻ mà thương yêu các cụ già, chuyện này không đơn giản đâu nghe quý vị, mà chăm sóc quan tâm dữ lắm á. Nó phát tâm đi. Rồi nhóm cô Liên Thanh, nhớ mấy cô, rồi mấy cô trẻ trẻ rồi vô đây mà tu, tàu ô nó chưa có chồng đi tu phức rồi đi. Nó không, bây giờ đi hỏi mẹ mình đi, mẹ có chồng sướng không mẹ, hỏi bà, hỏi mấy người mà người ta có chồng đâu đó, mình hỏi mẹ có chồng sướng không mẹ, bà nói cho mà nghe. Nó thôi mày ô, sướng không có bao nhiêu đâu mà khổ nhiều. Thôi nếu được mày đi tu đại đi mày ô, thấy không? Nó phát tâm tu đi. Những người trẻ trẻ khắp nơi nơi về đây, qua Đại Tùng Lâm bên đây hay chùa mới nè, Đại Tùng Lâm nè, qua đây phục vụ đại chúng đồ, mình lo cho đại chúng đồ, ý nghĩa dữ lắm quý vị. Nó đó là cái điều mà những đức khuyên vậy đó quý vị, mọi người chân thật phát tâm để cái chúng chùa mình ở đây ai cũng là người ở đây lo niệm Phật. Ồ, cả đời mình có cơm ăn áo bặn, lo niệm Phật, lo tu hành, cuộc sống gì trời ơi, các cụ ô, các cụ có phước lắm, buổi chiều buổi sáng mà còn lấy xe điện chở vòng vòng chơi nữa, trời ơi, hạnh phúc gì đâu, cụ thấy không? Ở nhà con dù giàu giàu chứ lo làm ăn chứ đâu mà nó mà lấy xe điện nó chở mình vòng vòng chơi. Ở đây mà cụ thấy chở vòng vòng đi chơi. Nó cái điều này quý lắm các cụ ô, các cụ nên cảm thấy mình hạnh phúc. Nó rồi tự nhiên các cụ lo niệm Phật, mình nhờ niệm Phật, cảm ơn Hòa Thượng rồi mình niệm Phật đồ chân thật đi, mình được cái phước này hay lắm. À, quý Phật tử khắp nơi hiện tại cũng đang coi trực tiếp. À, đây là chánh điện nhà văn hóa mà Đại Lão Hòa Thượng Viện Chủ chúng ta xây dựng, rộng lớn lắm quý vị. Đây chỉ là chúng ngồi một phần nào thôi. Và lễ viếng Bồ Tát Quán Thế Âm năm nay nơi đây sẽ cộng tu luôn 2 ngày, mỗi buổi chia sẻ Phật Pháp 3 lần ở đây là 2 ngày 6 buổi, và lại 500 danh hiệu thì ở ngoài nhà Tôn
Còn ở đây thì khóa tu mỗi ngày. Từ hôm nay mỗi lần tổ chức lễ là chia sẻ Phật pháp tại đây. Chánh điện này rộng lớn dữ lắm. Trên dưới chắc như Đức nghe Hòa Thượng nói chứa cũng chắc đầy kính luôn, chắc khoảng 7.000 người. Rộng lắm quý vị. Nên đây là những cái công trình mà Hòa Thượng chúng ta xây dựng giống như để lại cho đời luôn. Kiên cố, chắc chắn, rộng lớn, vô cùng. Nên quý Phật tử năm nay về đây dự lễ vía Bồ Tát Quán Thế Âm 4 ngày, bữa 17 tháng 6 âm lịch, nó nằm vào thứ năm, là nguyên ngày tổ chức ở bên chùa Mớ. Và ngày 18 với ngày 19 là nằm vào thứ sáu, thứ bảy thì bên Đại Tùng Lâm bên đây, 2 ngày. Và ngày Chủ Nhật là ngày 20 tháng 6 âm lịch là bên Hộ Pháp. Hộ Pháp chỉ có đúng một ngày cuối cùng. Còn 3 ngày thì bên đây, bên chùa Mớ 1 ngày, bên đây 2 ngày. Và mỗi ngày chia sẻ Phật pháp, niệm Phật, tu là ngay chánh điện nhà văn hóa ở đây. Nên rộng lớn lắm quý vị. Bữa nay trực tiếp mấy chú cũng quay đồ cho quý vị coi, thấy rộng vô cùng. Nên mỗi ngày ở đây đại chúng của mình tu tập 4 thờ, một cái nơi rộng rãi thoáng mát cho các cụ gì để niệm Phật. Những người đến Đại Tùng Lâm để niệm Phật, đạo tràng niệm Phật, thì mỗi ngày quý vị được niệm Phật, lễ Phật tại đây, rộng rãi vô cùng. Xung quanh hai bên là những dãy nhà Hòa Thượng xây 2 tầng cho người niệm Phật ở. Nên chúng ta thấy rằng là cái duyên mình được ngồi đây là từ ngay Hòa Thượng chúng ta xây dựng chùa chiền ở đây và chỗ ở. Mình về đây mình được ngồi đây mà mình tu hành là nhờ ơn của Hòa Thượng. Nên mỗi buổi tu, buổi tối chúng ta đều có cái hồi hướng, nguyện hồi hướng cầu an cho Hòa Thượng, để Hòa Thượng có sức khỏe trụ thế gian lâu dài. Nên quý vị biết rằng là pháp môn tịnh độ này là pháp khó tin, người phải thiện căn sâu dày lắm mới tin pháp môn tịnh độ. Có nhiều người ta nói ao ước gì cái nơi địa phương người ta mà có một đạo tràng niệm Phật chuyên tu gì, làm ta mừng dữ lắm. Quý vị biết rằng là có nhiều người niệm Phật người ta cũng muốn đến những cái nơi địa phương mà không có những đạo tràng chuyên tu niệm Phật người ta hướng dẫn. Nhưng mà có khi ở những nơi đó có những người người ta không tin chuyên nhất về tịnh độ. Nhưng Hòa Thượng chúng ta đây thì lòng tin về tịnh độ rất là sâu dày. Quý vị để ý thấy mỗi thời khóa tu xong là bật cái điệu niệm Phật của Hòa Thượng mình cho đại chúng nghe rõ ràng. Hòa Thượng cũng bắt những điệu niệm Phật từ trong phòng Hòa Thượng, rồi vị trí bắt cho quý vị nghe rõ ràng. Nghĩa là Hòa Thượng muốn nhắc nhở chúng ta là tôi mấy chục năm tu hành, cuối cùng tuổi già chỉ có một câu Phật hiệu rất rõ ràng. Nên lòng tin về tịnh độ đó là quan trọng lắm mấy vị. Có những vị đức cao như Hòa Thượng mình mà tin tịnh độ, nên cái cơ duyên Phật tử ở đây có phước. Vì Ngài tin tịnh độ sâu dày nên mình có cơ hội được tu tịnh độ. Nhớ. Nên mỗi một người chúng ta nghe Phật pháp, quý vị nhớ là thương người là thương mình. Nếu ai mà có tâm thương người chân thật
quý vị sẽ có một cái cảm giác vui sướng vô cùng. Cái cảm giác này quý vị biết rằng là những đức càng niệm Phật vui dữ lắm. Vì sao? Vì mình nghĩ về con người rất là nhiều, mình mong mình lo cho con người. Vì những đức nghe Hòa Thượng mình ngày dạy rằng ông thương chúng sanh thì Phật Bồ Tát thương ông à. Nhớ cái câu này, mỗi người tu chúng ta nên nhắc mình đi. Mình thương chúng sanh thì Phật Bồ Tát thương mình. Vì sao? Vì Phật Bồ Tát thương chúng sanh, mà mình lại thương chúng sanh thì Phật Bồ Tát thương mình thôi. Nên chúng ta nói rằng là thương người là thương mình. Tại vì mình thương người bằng cái tâm chân thật, không có muốn hại người, thì mình nhất định mình sẽ có niềm vui rất là lớn luôn. Niềm vui rất là lớn khi mình có tâm thương người. Nó ngồi ở phía sau, tuốt phía sau các cụ yếu ở đây, đạo tràng Hòa Thượng lo cho nhiều người già, phía sau lưng thì nhiều người yếu bắt ngồi ghế ngồi. Chùa chúng ta bây giờ mỗi tuần, thí dụ như thứ hai thì những đức học tập cho chúng ở bên chùa mới, thứ ba thì bên hộ pháp, thứ năm thì bên Đại Tùng Lâm bên đây. Nên chúng các cụ già rồi ngồi nghe chia sẻ Phật Pháp, được quay phim lên, con cái ở khắp nơi nơi chưa vô đây thăm các cụ, nhìn thấy mẹ cha của mình sức khỏe ngồi nghe Pháp, mà khi đoạn phim quay mặt cười cười mím mím, thì con cái thấy như vậy mà con cái yên tâm. Nên những đoạn phim này quay lên để con cái các cụ khắp nơi nơi được coi, thấy mẹ cha tôi ngồi kìa, nghe Pháp, bà cụ bà cười kìa, mặt tươi rói rặt, bà già này đẹp ghê. Nên là mấy chú đặt cái máy quay cố định chỗ những đức, nhưng mà quay phim thì lấy các cụ cho rõ cho nhiều, với thầy với sư cô. Khi mà làm phim thì chen cái hình ảnh nó vô nhiều, lấy mình ít. Tại vì những đức hình ảnh trên mạng cũng nhiều, nên lấy hình ảnh đại chúng nhiều, cho đại chúng gia đình khắp nơi nơi được coi. Mỗi niệm có người mình suy nghĩ vì người khác thì quý vị sẽ có niềm vui đặc biệt dữ lắm quý vị à. Nên mỗi một con người mình mà có tâm thương người rồi thì tự nhiên quý vị sẽ có tâm tha thứ cho người. Thí dụ như mình thương người, mình tha thứ cho người thì mình vui chứ làm sao. Trước nhất là mình có tâm thương người ta là mình đã có niềm vui rồi. Thật sự luôn quý vị thử coi. Mình mà có tâm ghét ai cái là mình khổ liền à. Mình vừa ghét ai là mình thấy mình phiền não, mình khổ liền. Còn mình có tâm thương người là mình tự nhiên mình vui à. Nó mới nói là thương người là thương mình mà. Thương người, giúp người mà mình lại không cầu gì từ người. Chỉ có thương người, giúp người, hướng dẫn người nhiệt tình, mong cho người ta được tốt, được lợi ích. Mình có tâm như vậy, không bao giờ buồn giận ai để trong tâm, thì quý vị sẽ thấy đúng rõ ràng Phật Pháp. Khi chúng ta học Phật rồi, Phật Pháp dạy chúng ta cái gì? Thương người, giúp người, không cầu từ người. 100%. Khi có cái tâm này mình phát lên rồi, con người mình càng tu tâm lượng càng mở rộng ra, càng tu tâm lượng càng mở rộng ra. Vậy thì quý vị sẽ thấy học Phật đúng là sự an lạc tuyệt vời. Học Phật là sự hưởng thụ lớn nhất của đời người. Mỗi một người chúng ta nghe công đoạn này, quý vị hỏi lại chính mình đi. Mình khi bực bội và ghét ai một cái thôi là bản thân mình cảm thấy phiền não liền vậy đó, nặng nề liền. Nếu mà đã thấy rõ ràng được điều đó thì phải cố gắng niệm Phật để đừng có tâm giận hờn ghét ai hết. Tu hành làm sao mở tâm lượng rộng ra. Tâm lượng càng mở rộng thì phước báo càng lớn. Nên cái câu chúng ta thường nhắc nhau, mở rộng tâm ra lòng thanh thản, an vui tự tại đời thông dong. Đúng không? Đó. Mở rộng tâm lượng ra thì mình thông dong tự tại thôi. Đó, nên nguyện Tam Bảo gia hộ cho trên là Hòa Thượng. Cầu nguyện Hòa Thượng sức khỏe, trụ thế gian lâu dài. Rồi nguyện Tam Bảo gia hộ cho toàn thể đại chúng sống hòa hợp thương yêu nhau, ai cũng sống vui vẻ an lạc. Và tín nguyện niệm Phật cả đời không thối tâm.
và cuối đời chúng ta đều hẹn gặp nhau cực lạc nha quý vị. A Di Đà Phật. Rồi chúng ta chắp tay hồi hướng nha. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.